tử cung. Là một cái phẫu thuật nó khó, chứ không phải là mình cứ nói chơi chơi là mình ấy xong là được đâu chú ạ. Tức là cháu sẽ cắt bỏ tử cung đi nhá, cắt bỏ tử cung vào buồng trứng. Đấy, chú có đồng ý làm đúng không? Tức là như này nhá chú. Một tuần sau nó đã khác rồi chưa? Con mẹ này có sữa không sợ? Nhưng mà một bên này là chưa ti đến này. Cái này là căng này. Bên dưới này là căng này. Bên trên này nó ti bớt ra rồi. Bọn này nó con mẹ nó đây này. Con này chú nhìn sữa. Oh my god. Chuyện gì vậy? Nó cũng biết đây. Chứ không phải là không biết đâu. Nhiều sữa lắm. Mẹ em nhiều sữa nè. Đủ nuôi em nè. Liếm con đi. Cảm ơn con liếm đi. Liếm lái đi. Liếm lái đi. Nhanh lên.